Cuối cùng đã tới rồi. Hy vọng họ sẽ nghe lời khuyên của mình. Này, xin chào những speakerman các cổng. Hả? Gì thế này? Đứng lại. Sao ngươi lại ngồi lên cái toilet đó chứ? Bộ ngươi thích làm quái vật bồn cầu lắm à? Đúng vậy, chính lũ quái vật bồn cầu đã tặng tôi thứ này. Bọn chúng muốn hữu nghị với chúng ta, không muốn chiến tranh nữa. Chết, chết tiệt. Ngươi đang biết mình nói cái gì không? Ngươi dám phản bội lại loài speakerman chúng ta? Phản bội là chúa tể à? Tôi không phản bội gì hết. Nhưng tôi chán ghét cái cảnh tượng chiến tranh. Chán ghét cảnh tượng chúng ta đi xâm lược và tiêu diệt loài khác. Khốn kiếp, tình chất tiền này đã bị biến đổi rồi. Chiến chết hắn. Ta sẽ ngăn cản tất cả các ngươi lại. À, có chuyện gì ồn ào ở phía cổng vậy? Kẻ nào đang làm loạn à? Vì thế này là một speakerman nhỏ chính xác. Sao ngươi lại ngồi lên cái bồn cầu kỳ quái thế kia? Ngươi không đi làm nhiệm vụ ta đã giao cho ngươi đi. Qua đủ rồi, qua đủ rồi. Tôi và rất nhiều anh em khác đã hy sinh vì cái chiến tranh vô nghĩa do chính ông gây ra. Ngươi nói cái gì vậy? Được phục vụ trong đội quân Speakerman đó là vinh dự lớn. Đã vậy, loài của chúng ta là loài mạnh nhất hành tinh này. Chúng ta xâm chiếm tất cả. Nơi đây vài bữa nữa thôi sẽ thuộc về loài của chúng ta. Ban đầu tôi cũng nghe chính những lời nói của ông dẫn dụ tiêu diệt những loài khác một cách vô tội vạ. Nhưng bọn chúng có tội tình gì chứ? Ngay cả là quái vật bồn cầu, bọn chúng chưa từng hại ai. Tại sao chúng ta phải tiêu diệt bọn chúng? Cái gì? Hôm nay ngươi dám cãi lại ta vì lũ quái vật bồn cầu đó? Không lẽ ngươi lén lút qua lại với bọn chúng? Thuộc hạ đâu? Chỉ chết thứ phản bội đó cho ta. Đúng vậy, không những loài quái vật bồn cầu mà rất nhiều loài khác trên hành tinh này đã cùng nhau hợp sức chỉ ra tội ác để chống lại ngươi đến tên tay thành Speakerman. Rồi sao nữa? Ngươi nghĩ một mình ngươi có thể tới đây náo loạn rồi chỉ chết ta? Ngươi mơ giữa ban ngày hay sao? Cậu ta không phải là kẻ mơ mộng đâu, mà cậu ta là một anh hùng đã thức tỉnh để chống lại chúa tể xấu xa của mình. Gì thế này? Titan TV Man, Titan bồn cầu Eritus, sao các ngươi lại tới được đây? Không lẽ tên phản bội chết tiệt đó đã dẫn các ngươi tới đây? Mẹ kiếp! Cầm mồm đi thứ khốn kiếp! Trước đây ngươi đã dẫn dụ loài bọn ta tiêu diệt loài quái vật bồn cầu, nhưng thật không ngờ ngươi lại lật kèo muốn giết chết loài TV Man bọn ta. Cũng may ta thoát chết được. Bây giờ có cơ hội rồi, ta phải tới báo thù giết ngươi. Thế giới này rất chật chội, chỉ đủ cho một loài sống mà thôi. Bọn ta không giết bọn ngươi, rồi sẽ có một ngày bọn ngươi cũng giết bọn ta mà thôi. Khốn kiếp, cái thứ độc tài xấu xa này, ngươi đúng là một sai lầm. Mau, phối hợp giết chết hắn luôn đi. Các ngươi có đánh bại ta cũng không thể nào chiếm được hành tinh này đâu. Ta đã liên minh với lại một con ác quỷ bóng tối rồi. Nó sẽ tới đây và giết trừ sạch sẽ các ngươi. Chết tiệt! Mau giết chết hắn, rồi cho Speakerman ngồi trên bồn cầu ăn thịt hắn, thay thế hắn. Ok, ta nguyện rụt tên phản bội đó sẽ biến thành thứ xấu xa, xé xác các ngươi. Cuối cùng hắn chết rồi. Trước khi chết hắn lại nói những lời không hay như vậy. Đừng sợ, mau ăn lấy thịt của hắn đi. Cậu sẽ trở thành thủ lĩnh mới của loài Speakerman tại hành tinh này. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Trời đất quỷ thần ơi, cậu ta to ra, nhưng sao người cậu ta trở nên gớm ghiếc vậy? Không lẽ lời nguyền của tên chúa tể Speakerman đê tiện đó thật sự thật rồi hay sao? Sao trong người tôi lỡ lát ghê gớm thế này? Bình tĩnh lại đi. Dẫu gì cậu cũng đã biến thành một tay thành Speakerman rồi. Đây không phải là chuyện xấu đâu. Có khi sức mạnh của cậu còn tăng lên vượt bậc nữa kìa. Bây giờ phải làm sao đây? Việc quan trọng bây giờ, chúng ta phải tiếp tục kết hợp với nhau, đẩy những kẻ xấu xa đã được tên chúa tể tay thành Speakerman của cậu mời tới đây. Nhưng mà bây giờ tìm tên xấu xa đó đâu chứ? Bây giờ chúng ta sẽ chia ra làm ba hướng, chắc chắn chúng ta sẽ gặp hắn mà thôi. Nhanh chóng lên đường nào, chuyện xấu đẹp tính sao đi. Tôi biết rồi. Vậy thì tôi sẽ đi hướng về khu rừng phía bắc. Đúng rồi các cậu, khi cậu phát hiện gì nhớ thông báo cho hai người còn lại. Chết đi lũ nhện Speaker này. Chúng mày mau nói chúa tể tay thành Speakerman của chúng mày đang ở đâu? Hắn dám lừa tao.
Hắn bảo tao chiến đấu cho hắn, hắn sẽ cho tao một nửa hành tinh này. Đến bây giờ tao chẳng thấy gì cả là sao? Dừng lại Tinh Khốn Kim, bọn chúng không có lỗi. Lỗi là do Tinh Chúa Thể Tạng tại Smith Command đó. Chết tiệt, kẻ nào to gan dám xen vào chuyện của ta? Gì thế này? Tinh tài tình lỡ lét à? Trông kinh tởm vậy. Mặc dù ta xấu, nhưng tâm hồn ta sẽ không bao giờ xấu xa. Còn ngươi, không lẽ là thứ ác quỷ bóng tối mà Chúa Tể ta đã mời ngươi tới để diệt những loài khác? Cái gì? Hắn là Chúa Tể của ngươi? Đúng vậy, ta chính là quỷ chi tai thành bóng đêm. Ta chuyên đâm thuê chém mướt. Nhưng tình Chúa Tể của ngươi dám lừa ta. Hắn đã bị ta xé xác rồi, ngươi sẽ không được lợi gì từ hắn đâu. Mau cút ra khỏi nơi đây đi. Mẹ kiếp, ngươi giết hắn rồi à? Ta chưa bao giờ thất bại trong cuộc làm ăn nào cả. Hắn đã nói cho ta nửa hành tinh này. Ta không biết cuộc làm ăn này có thành công hay không. Ta phải lấy nửa hành tinh này chứ. Khốn kiếp, ta nói cho ngươi biết, nơi đây không phải là hành tinh riêng của hắn. Nơi đây là ngôi nhà chung của tất cả muôn loài. Rất nhiều loài hiền lành đang sinh sống ở đây. Không phải một mình hắn quyết định là được. Ta đến còn quan tâm. Ta muốn cái gì là phải có bằng được cái đó. Kẻ nào chống ta, kẻ đó phải chết. Ngươi chưa nghe tới danh tiếng ác quỷ bóng đêm chi tái tình à? Hôm nay ta sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng lên hành tinh của các ngươi. Chết. Ta sẽ không cho ngươi làm hại bất cứ ai, bất cứ sinh vật nào, và cả hành tinh yêu quý này của ta. Cái gì cơ? Liệu ngươi có bảo vệ nổi hay không? Chết đi. Chết tiệt, đây là đâu? Sao nóng thế này? Đây là lõi hành tinh của chúng ta. Tinh quỷ bóng tối xấu xa đó đã phá hủy nó đi một phần rồi. Gì thế này? Tài tạnh Eretus, tài tạnh Timimit, sao hai người lại ở đây chứ? Sau khi chia thành ba hướng, chúng tôi đi nhưng không thấy gì cả. Bỗng dưng, chúng tôi nghe tiếng động rất lớn, thì tiến về hướng của cậu, thấy cậu bị hắn đánh bại. Chúng tôi lao vào, đánh giết hắn, nhưng hắn mạnh quá, chúng tôi cũng bị đánh gục luôn. Cái gì? Chết tiệt! Hai cậu ổn chứ? Nào, quay trở lại mặt đất, chúng ta tìm hắn, cùng nhau giết chết hắn. Không được đâu, không được đâu. Hắn mạnh quá, ba chúng ta chỉ là con muỗi đối với hắn mà thôi. Trừ khi ba chúng ta kết hợp lại thành một. Thành một? Làm sao có thể được chứ? Ba chúng ta sẽ chọn ra người mạnh nhất, hút sức mạnh của hai người còn lại. Lúc đó người mạnh nhất sẽ trở nên siêu cấp. Cái gì? Làm như vậy hai người trong ba chúng ta sẽ phải hy sinh. Chỉ có cậu tài tạch Smith Command lỡ lét. Cậu là một người tốt, dám đứng lên chống lại cái xấu, chống lại những đồng loại xấu xa của mình. Còn giúp đỡ muôn loài khác bảo vệ nơi đây. Mau lên, hút lấy sức mạnh năng lượng của tôi. Đúng vậy, cậu mặc dù lỡ lét xấu xí, nhưng cậu có một tâm hồn thiên thần. Tôi là quái vật bồn cầu, nhưng rất thích cậu. Nào, tôi chưa bao giờ làm gì cao cả cả. Hãy lại đây, hút cơ thể hai chúng tôi vào đi. Gì chứ? Làm đi, chỉ còn cách đó là duy nhất để bảo vệ nơi này mà thôi. Được rồi. Hãy nhớ, hai người cũng là những tài tình tốt bụng. Hai người chết rồi, chắc chắn cũng sẽ trở thành những thiên thần. Người của mình sao đầy máu thế này? Nhưng mình cảm thấy thật chán chê. Hay lắm, đến lúc giải cứu hành tinh của mình rồi. Loại của hành tinh này sắp bị ta phá hủy hết rồi. Ta sẽ hút hết sức mạnh, gia tăng công lực của ta. Thật là đã quá đi. Chết tiệt, thứ quỷ bóng tối chí tái tình, hãy dừng hành động khốn kiếp của ngươi lại. Nơi này còn có kẻ nào dám ngăn cản bước chân của ta? Cái gì? Cái giọng này nghe thật quen. Ta đã nghe ở đâu rồi nữa? Chính là ta đây.
tay thành Speed Command lỡ lên. À không, bây giờ ta đã biến thành thiên thần đẫm máu tay thành Speed Command rồi. Ta tới đây kết thúc sự gieo dắt kinh hoàng của ngươi. Mẹ kiếp, thứ dai như đĩ này. Ngươi, ngươi rõ ràng đã bị ta đánh bại. Ta đã ném ngươi xuống cái hố dung nham. Ngươi chưa chết cùng với những tên đồng đội của ngươi hay sao? Chết tiệt, phải được lắm. Lần này ta sẽ xé xác ngươi, nuốt lấy người của ngươi. Ta trở lại mặt đất này, ngươi nghĩ ta còn đơn giản như trước hay sao? Những đồng đội của ta đã hy sinh để cường hóa sức mạnh của ta. Bây giờ ta đã biến thành một thực thể thiên thần đẫm máu rồi. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh mới của ta là như thế nào. Mày kiếp mày như thế này, những vệt máu này ăn vào người của ta khó chịu quá. Chết tiệt, xuống địa ngục tạ tội đi. Không. Cuối cùng quê hương của mình đã được yên bình và giải thoát. Thật nhiều sự hy sinh và mất mát